Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, có rất nhiều người lựa chọn xem cái lá số tử vi, xem lá số bát tự để có thể biết được mình sinh ra là hợp với cái nghề nghiệp nào. Nhưng mà những cách xác định đó thì thường mất khá nhiều thời gian để lập lá số. Còn với những người thì không có điều kiện thì cái việc này lại càng khó khăn hơn. Mỗi người thì có một cái duyên với một cái nghề khác nhau. Có những người hợp nghề này, có những người yêu nghề khác. Đấy, có những người hợp nghề, yêu nghề và phát triển với cái nghề đó. Có những người thì xoay đủ nghề thì vẫn không thể ổn định được. Và cái đó thì đạo Phật nói là duyên. Đấy, dân gian thì nói là số. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo cái video ngày hôm nay để biết được là chúng ta sinh ra để làm cái công việc gì cho nó phù hợp. Thưa quý vị, thì để lựa chọn xem được một cái nghề nghiệp cho chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ căn cứ vào ba thứ, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Cái thiên can của năm sinh. Thiên can là chúng ta có 10 thiên can, đúng không ạ? Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, đúng không ạ? Thì những người thiên can Giáp ấy thì có năm sinh tận cùng là số 4, đúng không ạ? Những người thiên can Ất là tận cùng là số 5. Những người thiên can Bính thì có đuôi là số 6. Những người thiên can Đinh thì có đuôi là số 7. Những người thiên can Mậu thì có đuôi là số 8. Những người thiên can Kỷ thì có đuôi năm sinh là số 9. Những người thiên can Canh thì có đuôi năm sinh là số 0. Những người có thiên can Tân thì đuôi năm sinh là số 1. Những người thiên can Nhâm thì đuôi năm sinh là số 2. Và những người thiên can Quý thì đuôi năm sinh là thứ 3. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghề nghiệp phù hợp với từng người, đúng không ạ? Như là gì? Quang Nhân này, Trung Tổ này, Tú Tài này, Đã Thiết, Sự Thuật, Sanh Quan, Âm Nhạc, Tiên Dược, Tăng Đạo, Tài Phùng, Hoàng Quý và Thổ Tác. Đó. Và sẽ căn cứ vào cái tháng năm sinh, đúng không ạ? Chúng ta căn cứ vào cái năm sinh, vào cái thiên can của năm sinh và gì? Và cái tháng sinh thì để xem chúng ta là hợp với những cái nghề gì trong các nghề ở trên. Đó. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét đến Quan Nhân này. Quan Nhân thì cái số này ấy, có cái số mạng làm giàu, số có của ăn của để đấy, và hay làm ăn ở bốn phương. Học tập thì tấn tài mà văn chương thì dễ lấy cái khoa bảng. Đấy, số này thì có tiền có gạo, đúng không ạ? Thì những người mà có số Quang Nhân ấy thì sẽ sinh vào gì? Những người có thiên can Giáp sinh vào tháng 1, thiên can Ất sinh vào tháng 2, thiên can Bính sinh vào tháng 3, thiên can Đinh sinh vào tháng 4, thiên can Mậu sinh vào tháng 5, thiên can Kỷ sinh vào tháng 6, thiên can Canh sinh vào tháng 7, thiên can Tân sinh vào tháng 8, thiên can Nhâm sinh vào tháng 9 và thiên can Quý là sinh vào tháng 10. Đó là những người có số Quan Nhân, đúng không ạ? Tiếp theo, những người thứ hai là có số Trung Tổ, đúng không ạ? Trung Tổ thì cái số này ấy, người có tính là người có tính kiên cường. Những người này thì có số làm ăn khá nên thao luyện cái nghề nghiệp để hộ thân những cái ngày sau. Đó là số Trung Tổ. Thì cái số Trung Tổ bao gồm những người sinh vào tháng sau này. Những người có thiên can Giáp thì sinh vào tháng 2, những người có thiên can Ất thì sinh vào tháng 3, thiên can Bính sinh vào tháng 4, thiên can Đinh sinh vào tháng 5, thiên can Mậu sinh vào tháng 6, thiên can Kỷ sinh vào tháng 7, thiên can Canh sinh vào tháng 8, thiên can Tân sinh vào tháng 9, thiên can Nhâm sinh vào tháng 10 và thiên can Quý sinh vào tháng 11. Đó là cái nghề thứ hai. Tiếp theo chúng ta có cái thứ ba là Tú Tài. Thì cái số này có số về văn chương, có số về văn học, có số về nho gia, đúng không ạ? Cái số này văn chương thì được nhờ cậy về sau, công danh thì phát triển rất là hưng thịnh, cả nam cả nữ thì đều là tốt, đúng không ạ? Và cái số Tú Tài bao gồm những người sinh vào tháng sau này. Những người có thiên can Giáp thì sinh vào tháng 3, thiên can Ất sinh vào tháng 4, thiên can Bính sinh vào tháng 5, thiên can Đinh sinh vào tháng 6, thiên can Mậu sinh vào tháng 7, thiên can Kỷ sinh vào tháng 8, thiên can Canh sinh vào tháng 9, thiên can Tân sinh vào tháng 10, Nhâm sinh vào tháng 11 và Quý thì sinh vào tháng 12. Đó là những người có số Tú Tài. Tiếp theo những người thứ 3, thứ 4 ta xét là những người có số Đã Thiết. Đã Thiết đúng không ạ? Đã Thiết cái số này có số làm thợ rèn hoặc gì? Hoặc làm thợ thiết. Bằng không thì cũng có nghề làm gươm làm giáo, nếu không thì anh em cũng sẽ phải gì? Sống ở nơi xa xứ, không được gần nhà, không được gần anh em. Đó. Thì cái số Đã Thiết thì bao gồm những người sinh vào tháng sau. Những người có thiên can Giáp thì sinh vào tháng 4 này, Ất vào tháng 5, Bính vào tháng 6, Đinh vào tháng 7, Mậu vào tháng 8, Kỷ vào tháng 9, Canh vào tháng 10, Tân vào tháng 11, Nhâm vào tháng 12 và Quý là vào tháng Giêng. Đó. Đó là những người có số Đã Thiết. Tiếp theo thứ 5 là chúng ta có số những người có số là số Sự Thuật, đúng không ạ? Sự Thuật. Thì cái số này có số làm thầy. Nhưng mà nếu mà có phước nhiều thì làm được đến chức quan. Trong đời thì ăn mặc đầy đủ. Những người có tài và gần người sang trọng, những người này
thì là những người có tài và thường là sống gần những người quan trọng, những người sang trọng đó. Thì những người có số sự thuật ấy, thì bao gồm những người sinh vào tháng sau. À, những người có thiên can giáp thì sinh vào tháng 5, Ất thì vào tháng 6, Bính thì vào tháng 7, Đinh vào tháng 8, Mậu vào tháng 9, đó, Kỷ vào tháng 10, Canh vào tháng 11, Tân là tháng 12, Nhâm là tháng 1 và Quý là tháng 2. Đó, đó là số sự thuật. Tiếp theo là số sinh quan, đấy, số sư quan ấy. Số này thì tính nhiều mưu kế, có số làm thợ mộc hoặc là số gì? Số có ăn có của mặc đầy đủ và khéo ý, khéo tay khó làm, là những người gì? Ăn nói khéo và khéo tay hay làm. Đó, đó là những người có số sinh quan. Thì số sinh quan bao gồm những người sinh vào tháng sau. Những người thiên can giáp sinh vào tháng 6, Ất vào tháng 7, Bính là tháng 8, Đinh là tháng 9, Mậu là tháng 10, Kỷ là tháng 11, Canh là tháng 12, Tân là tháng Giêng, Nhâm là tháng 2 và Quý là tháng 3. Đó là số sinh quan. Tiếp theo chúng ta đến số âm nhạc. Thì số này thì là những người thông minh, lại là những người đàn ca tài tử giỏi, có danh tiếng và là những người vui vẻ. Họ cũng được mọi người quý trọng và kính nể. Đó, đó là những người có số âm nhạc. Thì cái số âm nhạc được sinh vào những cái tháng sau. À, những người mà có thiên can giáp thì sinh vào tháng 7, Ất là vào tháng 8, Bính là vào tháng 9, Đinh là vào tháng 10, Mậu là vào tháng 11, Kỷ là tháng 12, Canh là tháng Giêng, Tân là tháng 2, Nhâm là tháng 3 và Quý là tháng 4. Đó là những người có số âm nhạc. Tiếp theo, những người có số tiệm dược. Đó, chúng ta xét về những người có số tiệm dược. Thì số tiệm dược, cái số này thì có số làm thầy thuốc và lập nên cái tiệm thuốc. Ngoài ra thì họ cũng có thể làm thầy bói và có cái phúc, cái phần làm thầy. Thuận số thì cái số phận sẽ được khá, đúng không ạ? Làm ăn tốt thì số phận sẽ được khá hơn. Và những người có số tiệm dược ấy thì bao gồm những người sinh vào những cái tháng sau. Những người thiên can giáp thì sinh vào tháng 8, thiên can ất sinh vào tháng 9, thiên can bính sinh vào tháng 10, thiên can đinh sinh vào tháng 11, thiên can mậu sinh vào tháng 12, thiên can kỷ sinh vào tháng giêng, thiên can canh sinh vào tháng 2, thiên can tân sinh vào tháng 3, thiên can nhâm sinh vào tháng 4 và thiên can quý sinh vào tháng 5. Đó, đó là những người có số tiệm dược. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có số tăng đạo, đúng không ạ? Số tăng đạo thì số này là có những người là gì? Thuận theo cái việc là đi tu, do là gì? Đắc nhân quả. Nếu mà là lập gia đình ý, thì sau rồi thì cũng sẽ dễ bỏ. Dù làm nghề gì thì cũng chỉ đủ sống mà thôi, không giàu lên được. Đó, đó là những người có số tăng đạo. Thì những người có số tăng đạo bao gồm những người sau. À, những người có thiên can giáp sinh vào tháng 9, thiên can ất là tháng 10, bính là tháng 11, đinh là tháng 12, mậu là tháng giêng, kỷ là tháng 2, canh là tháng 3, tân là tháng 4, nhâm là tháng 5 và quý là tháng 6. Đó, đó là những người có số tăng đạo. Tiếp theo, những người có số tài phùng. Những người có số tài phùng, số này thì trước làm thợ may, đúng không ạ? Và những người này thì tay khéo léo, kim chỉ. Nếu không làm thợ may ấy, thì tay phải thì dễ bị có tật. Và phải nên làm những người này thì là tốt. Đó. Và những người mà có số tài phùng ấy, thì bao gồm những người sinh vào cái tháng sau. Những người có thiên can giáp sinh vào tháng 10, thiên can ất sinh vào tháng 11, bính sinh vào tháng 12, đinh sinh vào tháng giêng, mậu sinh vào tháng 2, kỷ sinh vào tháng 3, canh sinh vào tháng 4, tân sinh vào tháng 5, nhâm sinh vào tháng 6 và quý sinh vào tháng 7. Tiếp theo chúng ta có một số nữa gọi là số hoàng quý, đúng không? À, cái số này thì không có số ở làng xóm làm ăn, chỉ có cái số là theo chốn công môn mà thôi. Làm nghề văn chương thì rất là tốt. Đó, đó là những người có số hoàng quý. Thì hoàng quý thì bao gồm những người sinh vào tháng sau. Những người có thiên can giáp sinh vào tháng 11, thiên can ất sinh vào tháng 12, thiên can bính sinh vào tháng giêng, thiên can đinh sinh vào tháng 2, thiên can mậu sinh vào tháng 3, kỷ là tháng 4, canh là tháng 5, tân là tháng 6, nhâm là tháng 7 và quý là tháng 8. Đó, đó là cái số hoàng quý. Và cuối cùng chúng ta xét một số nữa là loại số gì? Loại số thủ tác. Số thủ tác. À, số thủ tác là những người mà họ sẽ rất dễ có số làm nha sĩ, vẽ nhổ răng giỏi, làm nghề răng thì cũng khá và có được cái sự yêu chuộng từ người khác. Cái cuộc sống của họ cũng sẽ được giàu sang phú quý. Đó. Và những người có số thủ tác là những người sinh vào tháng sau. À, những người có thiên can là giáp thì sinh vào tháng 12, thiên can ất sinh vào tháng giêng, thiên can bính sinh vào tháng 2, đinh sinh vào tháng 3, mậu là tháng 4, kỷ là tháng 5, canh là tháng 6, tân là tháng 7, nhâm là tháng 8 và quý là tháng 9. Đó,
đó là những người có số thủ tác. À, thưa quý vị, như vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tháng sinh và hợp cái nghề nào và họ làm việc thì có được giàu có hay không. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.